Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 6 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, sau trận động đất ở Tứ Xuyên, một trận động đất mạnh khác đã xảy ra ở Thanh Hải, một tỉnh khác của Trung Quốc. Cường độ của trận động đất lên tới 6,9 độ Richter. Tỉnh Thanh Hải nằm trên cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng tiếp giáp với Tây Tạng, được bao bọc bởi những ngọn núi cao. Khu vực này dân cư tương đối thưa thớt. Thành phố quan trọng nhất ở tâm trấn là Ngọc Thụy, nơi sinh sống của 100.000 người. Truyền thông Trung Quốc đưa tin sáng ngày 6 tháng 9 chỉ ra rằng nhiều ngôi nhà của người dân được phát hiện đã bị sập, khiến hàng trăm người chết, người bị thương nhiều vô kể. Joris Juberman, một phóng viên ở Thượng Hải đã phỏng vấn những nhân chứng đầu tiên. Các quan chức địa phương đã được liên lạc qua điện thoại di động. Họ mô tả cảnh tượng khủng khiếp cho các phóng viên. Họ nói rằng gần như tất cả các tòa nhà cao tầng đều sập đổ. Những người sống sót chạy ra ngoài tòa nhà. Nhiều ngôi nhà trong khu vực được xây bằng gỗ và gạch bùn và các tòa nhà có tường dày khác có thể đã phong tỏa cư dân. Một trận động đất nông cường độ 7,1 độ Richter cũng xảy ra tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, khiến nhiều người thiệt mạng và nhiều người bị chôn vùi. Cảnh sát vũ trang địa phương và quân đội giải phóng nhân dân đang tiến hành các hoạt động cứu hộ. Nhưng người ta tin rằng con số thương vong sẽ tăng lên. CCTV đưa tin, trận động đất xảy ra cách huyện Ngọc Thụy, khu tự trị dân tộc Tạ Ngọc Thụy, tỉnh Thanh Hải, khoảng 30 km vào lúc 7 giờ 49 phút ngày 6 tháng 9, tâm chấn ở tọa độ 96,7 độ Kinh Đông và 33,1 độ Vĩ Bắc. Do động đất nông gần mặt đất nên sẽ có tác động lớn hơn đến các tòa nhà. Trận động đất mạnh 8 độ Richter ở Vân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên năm 2008 khiến khoảng 70.000 người thiệt mạng và cũng là một trận động đất nông. Khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất là thị trấn Giới Cổ, nơi 90% nhà cửa cùng các công trình dân dụng bị đổ sập, phần đỉnh của ngôi chùa cũng bị đổ sập. CCTV dẫn lời các chuyên gia cho biết, do trận động đất xảy ra trước 8 giờ, nên vào khoảng 6 giờ theo giờ địa phương, nhiều người vẫn đang ngủ và người ta ước tính rằng thương vong là nghiêm trọng. Những cư dân thoát chết trong gang tấc đổ ra đường và tập trung xung quanh đống đổ nát, trong khi học sinh được sơ tán đến sân chơi. Báo cáo của CCTV cũng chỉ ra rằng đã có một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter trước trận động đất mạnh 7,1 độ Richter và không biết liệu người dân có được cảnh báo hay không. Và có một dư chấn 4,8 độ Richter đã xảy ra ngay sau trận động đất. Trận động đất được cảm nhận rõ ràng ở Siku và Bạch Ngọc ở tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng Cục Địa chấn Tứ Xuyên dự đoán trận động đất sẽ không gây ra thảm họa lớn cho các khu vực lân cận. Hiện tại có ít nhất 400 người thiệt mạng và hơn 10.000 người bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực biên giới Tây Tạng ở Ngọc Thụy, Thanh Hải vào sáng ngày 6 tháng 9. Cường độ của trận động đất lên tới 6,9 độ Richter, sau đó được các quan chức Trung Quốc sửa lại thành 7,1 độ Richter. Hội chữ thập đỏ Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch khẩn cấp cấp 1, phân bổ 100.000 nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai và 500 lều. Tuy nhiên, dư chấn cục bộ liên tục và gió mạnh đã khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, chúng tôi không có thêm thông tin nào về địa điểm động đất và chính quyền Trung Quốc lo ngại rằng cư dân ở những vùng xa xôi nhất sẽ không có nơi nào để ẩn náu. Nhiệt độ địa phương đã giảm xuống dưới 0 độ C. Các nhân chứng khác cho biết bệnh viện địa phương cũng đã bị sập. Động đất thường xuyên xảy ra trên cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng và trước trận động đất hôm nay đã có một trận động đất nhỏ vào đêm thứ ba. Thưa quý vị, mực nước của hơn 60 con sông lớn ở một số tỉnh miền Nam Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo nghiêm trọng. Bộ Dân Chính hôm thứ Hai xác nhận 33 người được biết đã chết và 15 người mất tích. Kể từ 2 tuần qua, mưa lớn đã xảy ra ở các vùng Tây Nam Trung Quốc và Giang Nam, gây lũ lụt, sạt lở đất và mưa đá ở An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và các tỉnh khác với 9,564 triệu người bị ảnh hưởng. Hồ Nam là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt. Sông Tương Giang ở Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, vượt mức nước cảnh báo, lũ tràn vào đường phố, làm hư hỏng các phương tiện và bật gốc nhiều cây lớn. Kể từ giữa tháng trước, tỉnh Hồ Nam liên tục hứng chịu những trận mưa xối xả. Vào thời điểm tồi tệ nhất, lượng mưa tích lũy ở Cao Đài và Tương Đàn của Hồ Nam lên tới 420-486mm. Sông suối ở Hồ Nam dâng cao, một số đập bị vỡ khiến nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài Hồ Nam, 48 thành phố và 238 quận thuộc 8 tỉnh nói trên đã bị lũ lụt,
thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 18,89 tỷ nhân dân tệ. Tình trạng lũ lụt vẫn tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc, trong khi miền Bắc Trung Quốc đã bước vào giai đoạn quan trọng của việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán. Do miền Bắc liên tục thiếu mưa kể từ đầu mùa xuân nên nhiều khu vực bị nắng nóng thiêu đốt, một số khu vực xảy ra hạn hán nghiêm trọng. Được biết, khu vực Bắc Kinh, Hà Bắc, Hà Nam và các tỉnh phía Bắc khác đã trải qua nắng nóng từ tuần trước, nhiệt độ nhiều nơi lên tới 40 độ vào thứ Hai. Các thành phố ở Thiểm Tây đã ban hành cảnh báo nắng nóng và nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên 35 độ trong 3 ngày tới. Tại Bắc Kinh, nhiều người dân tránh ra ngoài vào cuối tuần để tránh nóng. Tại Nội Mông, hàng trăm cảnh sát vũ trang Trung Quốc đang chữa cháy từ Mông Cổ, vốn lan rất nhanh do không khí khô và gió mạnh. Được biết, đám cháy bùng phát ở Mông Cổ tiếp cận Trung Quốc vào cuối tuần trước, sau đó lan sang Colombia, Trung Quốc, đe dọa trực tiếp đến tài nguyên rừng và đồng cỏ của Trung Quốc. Đến tối thứ Hai, theo giờ địa phương, đám cháy ở Mông Cổ vẫn tiếp tục lan rộng. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng lâm nghiệp thuộc cảnh sát vũ trang Trung Quốc vẫn đang nỗ lực dập lửa. Quý vị thân mến, mưa lớn ở Bắc Kinh và những nơi khác đã gây ra thảm họa, khủng hoảng khí hậu ngày càng gia tăng, cần phải tăng cường nhận thức phòng chống thiên tai. Thiệt hại do mưa xối xả ở miền Bắc Trung Quốc do cơn bão số 5 gây ra tiếp tục lan rộng. Trong 3 ngày, lượng mưa tích lũy tại một số khu vực của Bắc Kinh đã vượt qua kỷ lục mưa bão vào tháng 7 năm 2021, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến nay, Bắc Kinh đã báo cáo 11 người chết và 13 người mất tích, trong khi tỉnh Hà Bắc lân cận báo 9 người chết và 6 người mất tích. Con số này có thể sẽ tiếp tục tăng. Tây Bắc Thái Bình Dương luôn là vũng nước ấm sinh ra bão, nhiệt độ nước biển cao và độ đứt gió thấp khiến nơi đây trở thành khu vực đại dương tạo ra số lượng xoáy thuận nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tên của cơn bão số 5 do Hàn Quốc cung cấp và cái tên ban đầu có nghĩa là một loại kền kền. Bão số 5 thực sự là một cơn bão có tác động mạnh và nguy cơ thiệt hại cao từ Nam chí Bắc đã mang đến thời tiết thảm khốc cho Trung Quốc. Sau khi mạnh lên thành siêu bão, bão số 5 duy trì cường độ tương đối mạnh và đổ bộ vào Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến như một cơn bão mạnh. Khi gió mùa do cơn bão mang theo vào bờ, mưa bão lớn đến mưa bão cực lớn đã xảy ra dọc theo bờ biển của tỉnh Phúc Kiến từ Trương Châu đến Ninh Đức. Trong số đó, lượng mưa hàng ngày ở Phù Điền và Phúc Châu đã phá kỷ lục lịch sử, khiến 2,66 triệu người ở Phúc Kiến bị ảnh hưởng. Lở đất và lũ trên núi xảy ra ở thành phố Nam An cạnh Tuyền Châu. Cùng lúc đó, mưa lớn đổ xuống quận Phụ Dương, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nơi bị hệ thống bão quét qua khiến 5 người chết và 3 người mất tích. Khi bão số 5 di chuyển về phía Bắc, một lượng lớn hơi nước gió mùa Tây Nam đã bị hút đến Bắc Trung Quốc. Lúc này, cơn bão số 6 mới hình thành trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, đóng vai trò bơm hơi nước ở Thái Bình Dương vào đất liền. Sau khi hơi nước đến vùng núi gần Bắc Kinh, nó không thể tiếp tục di chuyển về phía Bắc do các yếu tố địa hình dẫn đến mưa lớn. Tương tự, khả năng vận chuyển hơi nước của các cơn bão nhiệt đới đóng một vai trò quan trọng trong trận mưa lớn và lũ lụt, khiến hàng trăm người thiệt mạng ở tỉnh Hà Nam vào tháng 7 năm 2021. So với phản ứng chậm chạp, thậm chí là lơ là nhiệm vụ của chính quyền Hà Nam vào năm 2021, lần này Bắc Kinh, Hà Bắc và những nơi khác đã dự báo trước về trận mưa xối xả sẽ phá kỷ lục lịch sử, đồng thời cũng lo lắng đưa ra cảnh báo về thiên tai địa chất như lũ lụt và lở đất. Tuy nhiên, thảm họa khí hậu thực tế đã vượt quá mong đợi của nhiều người và sự chuẩn bị của chính phủ. Trong 4 ngày, mưa lớn xối xả xảy ra từ Bắc Kinh đến phía Bắc Hà Nam. Trong số đó, lượng mưa tích lũy gần 1.000mm được ghi nhận tại khu vực miền núi Lâm Thành của Hà Bắc. Điều này có nghĩa là trong vòng 72 giờ, lượng mưa đạt khoảng một nửa lượng mưa hàng năm ở khu vực đô thị của Hồng Kông. Thông tin liên lạc tại các làng và thị trấn Thần Sơn ở các quận Môn Đầu Câu và Phong Sơn ở phía Tây Bắc Kinh đã bị cắt sau sáng thứ Hai. Và dữ liệu về lượng mưa ở khu vực này vẫn chưa được xác định. Đồng thời, lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt lịch sử ở sông Vĩnh Định, sông Đa Xi và các con sông khác ở Bắc Kinh. Thành phố Môn Đầu Câu nằm ở cửa sông Vĩnh Định, ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành phố từng bị ngập lụt, nguồn cung cấp nước bị gián đoạn và một số lượng lớn ô tô bị cuốn trôi, với lượng mưa dần ngừng lại. Hà Bắc và Thiên Tân nằm ở hạ lưu sông đang phải đối mặt với áp lực kiểm soát lũ rất lớn. Theo các báo cáo, mưa lớn đã khiến 540.000 người ở tỉnh Hà Bắc bị ảnh hưởng và 840.000 cư dân đã được chuyển đi. Hình thức cập nhật thông tin cứu hộ cá nhân theo thời gian thực trên Internet cho thấy, cư dân của nhiều ngôi làng và thị trấn trong núi sâu tạm thời chưa di rời ra ngoài. Hào Nam, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Thông tin Thiên tai Trác Minh, một tổ chức phi chính phủ ở Trung Quốc đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí Nhà Từ Thiện Trung Quốc rằng thảm họa này rất có thể sẽ vượt qua trận lũ lụt Hà Nam vào tháng 7 năm 2021.
Ông tin rằng đội cứu hộ xã hội lần này đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hệ thống khí tượng cũng đã dự đoán chính xác quá trình xảy ra thảm họa. Nhưng sự hợp tác của công chúng chưa tốt, nhận thức và công tác phòng tránh nguy hiểm của công chúng chưa đúng chỗ, mặc dù lượng mưa lớn từ Nam chí Bắc có cơn bão này mang lại có liên quan đến một hoàn cảnh cụ thể, nhưng đây là một tình huống cực đoan hiếm thấy trong lịch sử. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia đã cảnh báo rằng nước ấm hơn sẽ tăng cường các cơn bão nhiệt đới, mang lại nhiều hơi ẩm hơn cho chúng khi bão số 5 đổ bộ Biển Đông ghi nhận nhiệt độ nước biển là 31 độ C. Vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng trong khi biến đổi khí hậu là hiển nhiên, chúng ta vẫn có thể ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng vào giữa thế kỷ, đồng thời kêu gọi tăng cường đầu tư toàn cầu vào thích ứng với khí hậu để bảo vệ hàng triệu người khỏi tác động của biến đổi khí hậu. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.